Thưa quý vị, hôm nay thì một hoạt động đã trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn một tuần lễ. Các chợ siêu thị và phần lớn là các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố đã mở cửa hoạt động bình thường. Hàng hóa tiêu dùng chủ yếu là thực phẩm tươi sống, giá cả ổn định. Đáng chú ý thì sau khi mở cửa hoạt động trở lại, ngay trong những ngày Tết Nhâm Dần, các siêu thị đã bắt đầu thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm đang chịu thuế là 10%. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV vào sáng nay. Tại siêu thị Dana Vinmart trên đường Phan Đình Phùng, 10 giờ sáng, siêu thị đã khá nhộn nhịp, chủ yếu người dân đi mua thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá. Cũng như mọi năm, người dân không có tâm lý tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết, nên từ ngày mùng 4 Tết đến nay, siêu thị này đón lượng khách hàng quay trở lại khá đông. Mình mua thực phẩm tại vì mình về quê, em về quê nên là khi vào thì mua thực phẩm đầu tiên thôi. Nắm bắt nhu cầu này, siêu thị đã tăng cường số lượng hàng thực phẩm tươi sống, thậm chí là chuẩn bị sẵn các món, người dân chỉ việc mua về chế biến, giá cả cơ bản ổn định. Đại diện siêu thị này cho hay, hiện các yếu tố gây áp lực tăng giá hàng hóa đang hiện hữu, nhất là nhóm hàng nhiên liệu, nguyên liệu nhập khẩu đang tăng khiến cho chi phí doanh nghiệp tăng cao. Nhưng trong thời điểm sức mua yếu, buộc các nhà bán lẻ phải kiềm giá để giữ chân khách hàng. Chính sách mà giảm thuế VAT cho một số cái mặt hàng thì chúng tôi thiết nghĩ là với cái mức giảm như vậy thì các cái nhà bán lẻ, các nhà cung cấp, các nhà sản xuất ở tại Việt Nam sẽ cố gắng làm sao để mà có thể là bình ổn cái giá một cách có thể tốt nhất để mà có thể tăng được cái sức mua. Theo Nghị định 15/2022 của Chính phủ về danh sách miễn giảm thuế, kể từ ngày 1 tháng 2, thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%, không phân biệt đối tượng cung cấp hàng hóa dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức hay hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, được giảm xuống còn 8%, tức là giảm 2%. Với hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, mức giảm 2% VAT quy đổi ra tiền thì không quá nhiều, nhưng được giảm thuế, nhiều người cảm thấy rất vui. Có thể có lợi cho trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay thì giúp cho người tiêu dùng cũng đỡ bớt đồng tình với chính sách này. Tại các chợ dân sinh, mở bán trở lại từ ngày mùng 2 Tết đến nay, nhưng chủ yếu là tiểu thương quầy hàng thực phẩm. Phần lớn các quầy hàng phi thực phẩm vẫn cửa đóng then cài. Khác với siêu thị, chợ truyền thống chịu tổn thất khá nhiều do dịch bệnh, sức mua không đạt như kỳ vọng. Trong ngày đầu trở lại nhịp sống thường nhật, chị em tiểu thương tại chợ mong muốn tình hình kinh doanh trong thời gian tới tích cực hơn. 25 tới ngày 30 tháng chạp thì mọi hàng thì nó trong họ cũng không có kêu hàng hóa gì nhiều nên chỉ ế nên giờ họ ít kêu, nói chung là chậm hơn mọi năm trước. Qua Tết nữa cũng rai rai nhưng nó cũng chưa đông lắm. Trước đó, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1 đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Trong đó, bán lẻ tại các trung tâm thương mại siêu thị tăng gần 8% so với tháng trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ nhìn chung vẫn chưa thể phục hồi do tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện gia tăng liên tục. Kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân giảm nên việc mua sắm có phần hạn chế, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán.